Nguyên liệu cần sử dụng: thứ nhất, sợi vải màu trắng. Các bạn chỉ cần sử dụng một đoạn khoảng 20cm. Tiếp theo là sợi vải màu hồng. Đây là loại sợi có kích cỡ 5mm. Mình sử dụng hết khoảng 150g. Mình sẽ gắn link ở dưới để mọi người có thể tham khảo nha. Kim móc 6mm. Các bạn có thể sử dụng kim móc có kích cỡ mà các bạn hay sử dụng cho sợi vải. Riêng mình thì mình thấy phù hợp với kim móc 6mm. Cuối cùng là hai cặp cúc bấm để chúng ta có thể khóa chiếc ví lại. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau móc một chiếc ví bằng sợi vải. Hãy cùng bắt đầu với mình nhé. Trước tiên, với len màu hồng như thế này, chúng ta sẽ cùng làm như sau. Các bạn sẽ để tay như thế này, đặt lên như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ làm một cái thắt nút ban đầu. Rồi tiếp tục các bạn sẽ lên 12 bính, nghĩa là 12 mũi móc xích đó. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Sau khi được 12 chân mũi rồi thì chúng ta sẽ quay lại để móc 11 mũi. Thì chúng ta sẽ móc bỏ qua chân mũi đầu tiên này, móc vào chân mũi thứ hai, nhưng mà chúng ta móc ở cạnh sau của nó ở đây, là cái cạnh giữa này này. Đó, đâm vào đây. Đó, chúng ta được 1 này. Tiếp tục 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và cuối cùng là 11. Đó, chúng ta đã được một đường như thế này, nghĩa là 11 mũi và cuối cùng chúng ta sẽ lên một bính nữa và chúng ta lại quay lại. Hàng tiếp theo chúng ta lại móc 11 mũi. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và cuối cùng là 11. Chúng ta sẽ lên một bính là xong hàng thứ hai nha. 11x và một bính. Tiếp theo thì các bạn sẽ tự móc 23 hàng nữa, giống hệt với hàng thứ hai vừa rồi. Có nghĩa là mỗi hàng sẽ là 11 mũi đơn, rồi cuối cùng là một bính. Và chúng ta lại chuyển hàng tiếp theo cứ như thế đến khi thêm đủ 23 hàng. Có nghĩa là chúng ta được tổng cộng 25 hàng thì chúng ta dừng lại. Ở đây thì chúng ta đã xong được 23 hàng tiếp theo, có nghĩa là ban đầu có 2 hàng này và thêm 23 hàng thì tổng cộng là 25 hàng rồi nhá. Thì hàng cuối cũng vẫn là 11 mũi đơn này. Đó, và chúng ta thêm một bính nữa. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ để dư một phần để làm nắp, như kiểu như thế này. Và phần còn lại làm nắp thì chúng ta sẽ để dư ra là 8 hàng. Hàng 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 8 là đến đây nha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đặt cái phần này ở đây, sát vào đây. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ móc ở bên cạnh này. Bắt đầu chúng ta sẽ móc cái phần cạnh này thì chúng ta sẽ đâm vào chính chân mũi đầu tiên và ở đây nhìn lại để dư 8 rồi nha. 1, tiếp tục đến chân mũi tiếp theo đâm sang hai bên này. 2, tiếp theo ở đây. 3, 4, 5, 6, 7 và cuối cùng chúng ta
ta sẽ được 8 chân mũi. 8. Rồi này, tiếp theo đó chúng ta sẽ lên một mũi bính như thế này. Rồi chúng ta sẽ đâm vào, chuyển sang cái phần cạnh dưới này, thì sẽ đâm vào đây. Chúng ta được 1 này. Tiếp tục cạnh tiếp theo là 2. Móc cho đến khi đủ 11 nha. 3 cùng là 11. Chúng ta lại tiếp tục lên một mũi móc xích này. Sau đó chúng ta sẽ khâu cái phần còn lại này. Phần còn lại này thì chúng ta cũng móc 8 mũi đơn. 1 2 7 và cuối cùng sẽ là chân mũi thứ 8. Đến đây được 8 rồi nha. Thì chúng ta đã được xong cái phần viền như thế này rồi. Ở đây mình muốn làm một cái dây đeo của túi luôn ấy. Mình sẽ lên khoảng 20 bính. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái phần này thì mình sẽ móc chặt hơn một chút nhé. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 20 mũi rồi. Đã được 20 mũi bính rồi thì mình sẽ trượt một chân mũi vào đây. Trượt như bình thường. Đây này, sau đó mình sẽ rút sợi ra để dư một đoạn để chúng ta giấu sợi bằng kim thôi. Như thế này, đây sẽ phần quai sách này. Mình sẽ đưa cái phần len thừa này vào trong cái kim khâu. Sau đó chúng ta sẽ cho len vào như thế này. Và cứ thế sẽ tiến hành giấu sợi. Chúng ta cứ khớp với những cái đường đã móc ấy, thì sợi sẽ không bị lộ ra. Còn dư nhiều thì chúng ta sẽ cắt đi. Đã xong phần quai rồi này. Tiếp theo thì cái phần len này cũng là còn dư thì chúng ta cũng cho vào kim và giấu sợi ở đường bên dưới này. Tiếp theo thì các bạn sẽ sử dụng một đôi cúc như thế này. Đó, như thế này. Và sẽ tiến hành sử dụng kim chỉ thông thường để chúng ta có thể khâu vào hai bên nha. Nếu như các bạn có khuy to hơn thì các bạn cũng có thể sử dụng khuy. Nhưng mà vì mình không thích cái khuy, nó sẽ làm cái vì nó bị dày quá, nên mình sử dụng như thế này thôi.
Tương tự như vậy thì các bạn sẽ khâu cái phần này, bên trên này và một bên này và một bên trên này để tương xứng chúng ta sẽ làm được phần cúc nhé. Đây là sau khi mà mình đã khâu xong 4 phần cúc như thế này rồi thì phần cúc bấm này mình sẽ sử dụng như thế này. Đó. Cuối cùng mình sẽ bổ sung thêm một chiếc nơ nho nhỏ ở đây thôi. Thì chúng ta chỉ sử dụng phần dây màu trắng như thế này. Chúng ta sẽ cắt một đoạn khoảng 20cm. Sau đó chúng ta sẽ cho vào hai bên này, vào chính giữa nha. Đây. Bên này nữa. Nơi lại như này thì chúng ta đã có được một chiếc túi xinh xắn rồi phải không nào? Hy vọng các bạn sẽ làm thành công chiếc ví mà mình vừa hướng dẫn nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại.